những gì thuộc về thế gian, nhưng đến được Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa. Đấy, nếu chúng ta không nghĩ rằng Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta hay là nguồn suối hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta không tin Thiên Chúa, chúng ta không đến với Thiên Chúa. Có phải vậy không con? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là tiền thì cứ mãi mê đi kiếm tiền thôi, cần gì phải đến với Chúa, cần gì phải đến với nhà thờ làm gì? Thế thì chúng ta xác tín với mình và chúng ta muốn nói với người khác rằng tôi đang đi tìm hạnh phúc và hạnh phúc thật không đến từ thế gian và những gì thuộc về thế gian, nhưng hạnh phúc đích thật phải đến từ Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa. Khi ấy thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa bùi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Kính quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì, quý ông bà và anh chị em, các con thiếu nhi rất thân mến. Chào các con thiếu nhi, hôm nay mùng mấy Tết rồi? Hôm nay mùng 8 Tết rồi. Nhà các con còn ăn Tết không? Vẫn còn ăn Tết. Người ta ăn Tết hết mùng 10 mà. Chúng ta đang sống trong những ngày Tết và hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Nhiều gia đình vẫn còn đang quây quần bên nhau để ăn Tết. Và nhân dịp này thì cũng có rất nhiều gia đình tổ chức giỗ cho các bậc tiền nhân để ăn cỗ rất là vui vẻ. Rồi có nhiều gia đình thì đã trở lại với công việc làm ăn. Có nhiều anh chị em đã phải cất bước lên đường đi xa để lo toan cho cuộc sống trần gian này. Vậy mà anh chị em giáo dân của giáo xứ Linh Minh chúng ta đã gác lại những chôn cột của ngày Tết và những bề bộn của công ăn việc làm trong năm mới này, quy tụ tại nhà thờ của giáo xứ để tham dự các giờ trầu, các thánh lễ và đặc biệt là thánh lễ chính điển hôm nay rất là đông. Hãy thử hỏi rằng
chúng ta làm thế để làm gì? Hay chúng ta làm thế vì mục đích gì? Hay tại sao chúng ta lại làm thế? Tại sao chúng ta quy tụ ở trong nhà thờ này để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, trong khi những người khác thì đang vui vẻ quây quần ăn Tết, hay là có những anh chị khác, anh chị em khác thì đã vội vã lên đường để bắt tay với những công việc trong năm mới. Các con có biết tại sao không? Các con thử nghĩ xem tại sao mình lại đến nhà thờ này. Đôi khi tham dự thánh lễ thì hát rất to và hát rất đẹp. Tại sao vậy các con? Các con nghĩ xem tại sao, các con có biết tại sao không? Chắc là mình phải có lý do chứ. Chúng ta làm thế là vì chúng ta muốn xác định với mình và nói với người khác rằng tôi đang đi tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật không đến từ thế gian này. Những gì thuộc về thế gian nhưng đến từ Thiên Chúa, và những gì thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta không nghĩ rằng Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta, hay là nguồn suối hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta không tin Thiên Chúa, chúng ta không đến với Thiên Chúa. Có phải vậy không các con? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là tiền thì cứ mãi mê đi kiếm tiền thôi, cần gì phải đến với Chúa, cần gì phải đến với nhà thờ làm gì? Thế thì chúng ta xác tín với mình và chúng ta muốn nói với người khác rằng tôi đang đi tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật không đến từ thế gian và những gì thuộc về thế gian. Nhưng hạnh phúc đích thật phải đến từ Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa. Phục vụ lời Chúa hôm nay nói với chúng ta hiểu rõ đây các con. Hạnh phúc thật ở nơi Thiên Chúa. Chẳng hạn như ai cho chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này, các con thiếu nhi, ai cho? Có những bạn mà bố mẹ chúng con đẻ chúng con ra thì bố mẹ chúng con cho chúng con sự sống, có đúng không? Đúng một phần nào không? Ai cho bố mẹ chúng ta sự sống? Ông bà. Ai cho ông bà chúng ta sự sống? Ông bà ông cố. Ai cho ông bà ông cố sự sống? Ông cố ông kỵ. Ai cho ông cố ông kỵ sự sống? Chị cũng không biết ông nào nữa. Và cuối cùng cái ông cuối cùng là ai các con? Ông cuối cùng là Thiên Chúa. Ai cho chúng ta không khí để thở? Tự nhiên có. Ai cho chúng ta nước để uống, để tắm giặt, để tưới cây, để tưới đường đồng? Ai cho cuối cùng thì phải quy về Thiên Chúa. Để cho nên tất cả hạnh phúc của chúng ta nằm ở nơi Thiên Chúa. Nếu Chúa rút tay lại thì chúng ta cũng chẳng có mặt trên đời này. Và rồi nếu chúng ta đã có mặt trên cuộc đời này mà Chúa rút hơi thở của chúng ta thì chúng ta làm sao các con? Chúng ta ngủ thôi. Chúng ta về với ông bà cũng phải thôi. Về bên kia thế giới. Cho nên là hạnh phúc thật đến từ Thiên Chúa. Thật thế, bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Sophonia đã nói với chúng ta rằng hạnh phúc thật dành cho những ai có Đức Chúa, được Đức Chúa chăm sóc, được nghỉ ngơi bên Đức Chúa, được Đức Chúa che chở. Vậy đây, chúng ta bước đi giữa cuộc đời này nhiều khó khăn thử thách lắm, nhưng mà nếu chúng ta được bàn tay Thiên Chúa ân cần dẫn dắt trở trẻ thì chúng ta hoàn toàn an tâm tiến bước. Nếu có Đức Chúa, được Đức Chúa chăm sóc, được nghỉ ngơi bên Đức Chúa thì dù có nghèo, có khổ, có khó khăn, người ta vẫn nếm cảm được hạnh phúc của chính Thiên Chúa. Muốn có được hạnh phúc thật từ Thiên Chúa giữa mọi nghịch cảnh, người ta phải thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, không ngừng tìm kiếm người, tìm sự công chính, tức là sống theo lề luật của người, tìm kiếm đức khiêm nhường, đặt mình và mọi sự thuộc về mình dưới sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Nhìn nhận mọi sự mình có đều là ân huệ và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Không làm chuyện gian ác bất công, không ăn gian nói dối, không nói lời phỉnh báng. Đây bài đọc thứ nhất nhắc cho chúng ta như vậy. Thì nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thực sự đến từ Thiên Chúa thì chúng ta phải làm được thứ đó.
Đời bài đọc thứ hai, chương trình thứ nhất của Thánh Phaolô, tông đồ gửi tín hữu Côrintô thì nói với chúng ta rằng: người hạnh phúc là người được Thiên Chúa kêu gọi, dù họ là ai, giàu hay nghèo, dốt nát hay khôn ngoan, chậm chạp hay nhanh nhẹn, giàu sang hay nghèo hèn, quyền thế hay thấp cổ bé biệt. Bởi những gì thế gian cho là tốt đẹp thì trước mặt Thiên Chúa có khi là không tốt. Những gì thế gian cho là điên dại thì trước mặt Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan. Thập giá của Đức Kitô và việc Đức Kitô chịu chết trên thập giá là sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa. Đây, Thánh Phaolô nói cũng là như vậy. Đây, những gì thế gian cho là tốt thì chưa chắc đã là tốt trước mặt Thiên Chúa. Cho thấy ví dụ này, chẳng hạn chúng ta giàu giàu lắm, nhà chúng ta to ư là to, để trong nhà chúng ta toàn những đồ đẹp. Hay thế rồi, để chúng ta vì giàu có, chúng ta kiêu căng tự phụ, chúng ta coi người khác chẳng ra gì cả, thì cái sự giàu có đó có tốt cho chúng ta không? Có toàn đâu đó không có đâu. À, chưa chắc chúng ta giàu có như vậy mà những người xung quanh đã yêu mến, đã kính trọng chúng ta. Ê, còn nếu chúng ta giàu có mà chúng ta khiêm tốn, chúng ta chân thành, chúng ta quảng đại, sẵn sàng cảm thông và sẻ chia, thì lúc ấy sự giàu có của chúng ta mới thực sự có giá trị. Cho nên là Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta: những gì thế gian cho là khôn ngoan, là tốt đẹp để trước mặt Thiên Chúa chưa? Những gì có thể thế gian cho là điên dại như thập giá của Đức Kitô thì lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thật vậy, điều quan trọng nhất đối với các tín hữu là nhờ Thiên Chúa mà họ được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, đấng trở nên khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, đấng làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. Đấy, hạnh phúc thật là như thế, chứ không phải là hạnh phúc thật chỉ là mấy cái chuyện bình thường của cuộc sống hàng ngày. Vâng, những gì bình thường của cuộc sống hàng ngày như là ân huệ, là phương tiện Chúa ban tặng cho chúng ta, giúp cho chúng ta đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu mãi sau, thì chúng ta có được cả hạnh phúc đời này và có được cả hạnh phúc mãi sau. Để chúng ta nghe bài tin mừng của bài đó, thì bài tin mừng còn cho chúng ta thấy rõ hơn chân lý này: người có phúc là người có nước trời là của mình, được đất hứa làm gia nghiệp, được Thiên Chúa bùi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng với những khát vọng của chúng ta, được Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa, được phần thưởng Thiên Chúa ban tặng là Đức Trời. Như thế đó là hạnh phúc thật của người tín hữu, không đến từ trần gian. Những gì thuộc trần gian, thuộc con người, nhưng đến từ Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa. Vì thế chỉ những ai thuộc về Thiên Chúa, có Thiên Chúa làm sao mà chiếm thở cho Thiên Chúa, được hiểu cả tình thương của Ngài, mới thực sự có hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc thật và bền vững lâu dài. Còn những thứ thuộc trần gian như của cải, tài sản, địa vị, tài năng vân vân là những phương tiện Chúa ban tặng cho chúng ta, nhờ đó giúp cho chúng ta đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở bên Thiên Chúa. Đây là điều thứ nhất mà chúng ta phải xác định với nhau: hạnh phúc thật chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Những ai gắn kết với Chúa, những ai sống trọn vẹn trong Ngài, thì người ấy có được cả hạnh phúc đời này và hạnh phúc vĩnh cửu mãi sau. Đây là điều thứ hai, tôi xin được chia sẻ phán hộ sắp hết giờ. Chúng tôi để con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc thật ở nơi Thiên Chúa. Đối với con thiếu nhi biết đó là con đường nào vậy? Con đường nào các con? Đơn giản tám mối phúc thật. Hạnh phúc thật. Hãy chú chỉ cho chúng ta. Có nhiều cách lắm, có nhiều cách để chúng ta có được hạnh phúc thật bên Chúa. Nhưng mà một cách rất cụ thể và có thể cũng dễ dàng và rõ ràng mạch lạc nữa là chúng ta đi con đường tám mối phúc thật. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Không ai trong chúng ta mong ước nghèo khó, trái lại ai cũng mong ước giàu có của cải, giàu có tài năng, giàu có tri thức, giàu có tình yêu, giàu có thiêng liêng.
Chỉ có Chúa Giêsu mới nói người có tinh thần nghèo khó là người có phúc. Vậy nghèo khó theo cách nói của Chúa Giêsu nghĩa là gì? Thưa, người có tinh thần nghèo khó là người có thể giàu có hoặc có thể nghèo khó, nhưng họ luôn luôn nhìn nhận mọi thứ là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, sử dụng tất cả những gì đang có một cách hợp lý theo tinh thần của Chúa. Đó là sống tinh thần siêu thoát, không để bị chi phối, lôi cuốn bởi những gì đang có, sẵn sàng dùng chúng để làm vinh danh Chúa và phần rỗi cho tha nhân. Chấp nhận phụ thuộc vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng sẻ chia những gì mình có cho những người nghèo khó, những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đấy, con đường, cái con đường là sống tinh thần nghèo khó, hay là con đường là sống hiền lành, hay là con đường sống khao khát những người công chính, hay là con đường chấp nhận chịu sự sỉ nhục ở đời này vì Chúa Kitô, vì tin mừng, để được Thiên Chúa ban phần thưởng hạnh phúc vinh cửu mãi sau. Kính thưa công đoàn phục vụ, thật ra phục vụ lời Chúa hôm nay nếu có thời gian chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Hay tuy nhiên trong một bài giảng rất là ngắn gọn, 90-15 phút thôi, thì chúng ta không thể nói hết được con đường 80 phút thật mà Chúa chỉ cho chúng ta để chúng ta đạt tới hạnh phúc vinh cực. Hay tuy nhiên nếu chúng ta có thời gian, chúng ta về nhà, chúng ta đọc, rồi chúng ta suy nghĩ vấn lại, và chúng ta đối chiếu với lịch sử của Hội Thánh để xem các vị thánh là những người đã thực sự có được hạnh phúc đời này và hạnh phúc vĩnh cửu mãi sau. Các ngài có sống con đường 80 phút thật không? Chắc chắn có rất nhiều vị đã sống con đường 80 phút thật. Ví dụ như mẹ Thánh Teresa Calcutta sống vào thời của chúng ta, sống mỗi phút thứ nhất. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Hay chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, hay đặc biệt là tất cả anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Ninh Mỹ này, hiểu được những gì mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, rồi chúng ta suy đi gặp lại, rồi chúng ta đem ra thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, để những phúc lành của Thiên Chúa đến với chúng ta ở đời này và cũng giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc vinh cửu mai sau.